mày cũng đó cũng là câu hỏi về xấu con mẹ Quỳnh dự toán đấy. Đây là cô Dung. Đây thầy Diệu đi hóng quay robot của đây, bên robot, nội chú đây. Xin xò ghê. Nội chú nói chung. Ôi chạy luôn này à? Ừ. Tốt đâu. Được. Thầy Hiếu vừa bật. Sơn cười rồi. Kém hơn robot của Trường Chuyên. Trường Chuyên có con xe ở đây. À. Bọn tôi làm gì có đâu. Gọi là loại này hệ robot kém. Không phải đâu, hệ này lập trình dễ hơn. À. Nó đỡ vất vả hơn. Bởi vì cái quan trọng nhất là nó vẫn thực hiện đầy đủ chức năng mà làm việc nhanh nhất có thể. Nhưng mà cái loại này có dùng cái 4.0.2 được không? Cái phần mềm ấy. Không, cái này phải dùng phải phần mềm khác chứ. Không, vẫn dùng AC code để code thì được hết. Nhưng nãy trên kia là vẫn là cái đó. Thế là bạn vẫn dùng một cái trường này sẽ là cái nhanh nhất. Bởi vì đi khi quốc gia thì thấy bọn nó cũng chỉ kéo thả thôi. Chứ phải code kia gì. Đây nó bảo hành bao nhiêu đây? 2. Đâu robot đội mình đâu? Đấy ra, ngầu ghê. Cô chàng rất chi là xinh. Dũng đâu? Giữa hai ngón tay này. Sao? Anh cài đặt chân được rồi. Hả? Anh ơi, ấy cái các lệnh để cho nó nạp vào cái nồi máy tính ấy. Cái chỗ cái cài đặt chân, lệnh cài đặt chân chỗ nào vậy? Cái này thì ca này hơi khó, phải hỏi trùng cuối của anh. Trùng cuối của anh. Cúc, cho chị Trang nhờ một giây. Đấy. Còn đây là cô Duyên, cô đang rất âm thầm. Các trường nào chúng ta chưa đăng mắt được này nhỉ? Chúng ta vào xem trang web này. Cái đặt động cơ này. Cái có hai động cơ. Còn đây là bạn hỏi băng cu te nhà ta. SN. Cố lên. Bảo. Wow. Tôi này robot ngầu quá, có cả tay gấp. Trường nào mà chúng ta chưa tải phần mềm đi ạ? Còn đây là cô soạn. Hai. Anh. Còn vẫn thì không đưa được. Không là nó ngầu quá. Qua. Con robot này sao trông cute thế nhỉ? Bạn này được đấy. Ừ, chào chú. Em thấy đây. Ờ, chào chú. Có chú cắm sạc máy. Ừ, ở các góc này đều có, trên kia cũng có. Chỗ gặp kia cũng được có. Em cứ cắm sạc một lúc sau đó rồi. Bây mới bắt đầu tải hả chú? Thầy quên đi không nghe. À hôm nay họ mới giao à? Ở đây là máy ở bên trường. À, trường mình có chưa? Có, được. Tối qua thầy lắp con ở nhà cũng giống như này, lắp y thế mở ra nó lắp một tí rồi xong. Con thầy bảo về chưa thầy? Rồi, về rồi, đang lắp ở nhà rồi. Đẹp lộng lẫy. Xem trên kênh YouTube của thầy đã có, thầy đã đăng lên. Vâng ạ. Hôm qua lắp mất khoảng 30 phút là xong. Họ cũng lắp cài đặt sẵn cho mình một số ít chức năng ở đấy rồi. Chào em. Tôi đi quay cô trò. Em chào chị. Sáng. À đây rồi. Sáng cô đây. Mấy cái. Hiện tại thì phiên bản này của bọn em đang. Ơ Phú à. Thế mình sẵn sàng robot để thi đấu rồi chứ ạ? Đã có gì đâu, đang ra xem. Chúng ta lại xem thêm bảng. Được thử đi học hỏi. Đang học hỏi xem như nào thì về mới. Cái đội mạnh nhất về Kikot bây giờ vẫn là đội của con trai.
xin những đoạn code mà có sẵn. Nói chỉ là lập trình có hay tức là kéo thả lập trình, em thấy là kéo thả nó phù hợp hơn. Dễ dùng thì đấy, học sinh mình mới tiếp cận hôm vừa rồi nó cứ quên. Em thấy kéo thả là nó phù hợp với năng lực của học sinh hơn mà nó tiếp cận dần dần thì nó thì liên hệ được một trại sinh số của chỗ bạn Thanh. Lần nào anh em mình phải trả lời lắm. Lâu mới được nghỉ hưu. Tiếp cận dần đi đúng không? Sau này sẽ làm. Thưa quý cô và các em chú ý, quay lên sân khấu để thầy Việt Anh sẽ giới thiệu hai bên em có hôm nay đến sẽ có hai bạn hỗ trợ chúng ta là bạn Dũng và bạn Đức. Nhóm nào chúng ta cần hỗ trợ chúng ta để quay tay và nhờ hai bạn hỗ trợ giúp em nhé. Vì buổi tập huấn hôm nay của chúng ta khá đông, các chuyên gia nên là các nhóm chúng ta cố gắng chuẩn bị bằng em. Nhóm nào chưa quay tay thì có thể giơ tay lên để bạn hỗ trợ bên em đến và nhóm nào mà chúng ta cài xong phần mềm rồi ạ, thì chúng ta nhìn giúp em, chúng ta mở phần mềm lên giúp em. Ở phía dưới là em đang dùng bánh đa hướng hay là bi đấy nhỉ? Và chúng ta chú ý trên móc bên trái của phần mềm. Bảo phía dưới em đang dùng bánh đa hướng hay là dùng bi đa hướng? Các okay, bạn thấy thật. Dùng bánh đa hướng ạ. À, bây giờ nó có thêm cái loại bi đa hướng, nó xoay mượt hơn. Bi đa hướng. Khi nào lên Google tìm nhé. À, mình đặt mua Shopee có mà. Có thì 30k. Con bi đa hướng thì nó xoay mượt hơn tí. Ơ, chạy đi em. Đây. Cô nhờ nhá. Cô sẽ cho anh một tí xem là làm phần mềm này, tải phần mềm gì cùng cho sao. Đây, ngồi đây, mình đứng ngồi đây. Đấy. Em ngoài mông sang bên này một tí. Cái ghế ở giữa cho đây, mọi người ngồi. Ngồi sang thành hai bên để cho các anh học hỏi tí nào. Đấy. Đồ này nó làm được rồi. Ừ, đồ này nó làm gì đấy, nó đang nhanh nháy hết rồi mà. Đấy, ngồi ra để hỏi. Đấy, thành phẩm nó chỉ mỗi ngày chị. Ừ, thì bây giờ chị bên chị mua rồi. Nhưng em chưa biết dùng. Vừa mới lấy ở đây. Bây giờ làm để cho xem là bên kia mấy đứa nó chủ động hỏi các em. Đây là đội Văn Chấn, rất chi là ngầu. Trùng cuối lơi đội nào trông quen. Có trên Shopee có mà. Không có, em đang quay video để làm tư liệu. Ai dạ? Đây là hình robot hơi bị xịn xò đấy. Đầu tư gần 2 con đấy. Ui, 2 con cơ. Lát nó sẽ hiện lên là cái phần mềm này quá lớn để xem trước thì các bạn đội nhiệt thị sẽ vô địch trong kỳ thi cấp tỉnh. Xong rồi nếu mà có các đối thì gọi anh quay lại. Đâu? Robot đâu? Thầy xem con robot xịn sò của đội mình đâu. Ai già xịn sò nhỉ. Không bê trên giày. Đúng rồi, phải đeo kính phát đẹp trai lên sóng ấy, biết đâu. Không bê trên giày. Còn đây là các cô giáo. Đây. Tại sao không một đứa tải ông lấy USB cóp cho nhanh nhỉ? Đây đội lý Thường Kiệt. Hôm nay đội lý Thường Kiệt ai đưa các bạn ra nhỉ? Em làm chủ đó nó được rồi chứ? Đấy. Ta đặt xong rồi. Đây là đội Lý Thương Kiệt. Đấy. Đây các anh hỗ trợ kỹ thuật. Hôm nay là ngày tập huấn robot Kiko tại
trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái, hôm nay là ngày 15 tháng 11. Đấy. Hôm nay số lượng các đội tham gia quá chi là ngầu. Có một số đội vẫn đang lập trình ảo. Chạy sang bên ngó sau cho quân để thì em sang bên chỗ đồn mù Căng Chải bên này nhé. Rồi đấy họ có một cái thành phẩm khá hay. Rồi đó họ đi thi quốc gia về rồi hay lắm. Rồi đấy họ đi thi quốc gia về rồi. Chúng tôi sang ngó qua cách trình bày tốt đây, cái đồ đưa đây. Đưa áo xanh. Hello, đây bạn Hoàn và đây là bạn Tân. Đây bạn là giơ tay nhờ các anh hỗ trợ. Đi vác các anh hỗ trợ về. Thành Nam đi học được gì chưa? Đi học đi. Thành hóng hộ em rồi. À thế à? Hả? Phải đi hóng đội khác làm. Ôi, kết nối được một cô ấy. Em giỏi đi giao lưu tí nhỉ? Mày có làm đâu. Mày có làm đâu. Này, tao tìm ra cái nút đấy đấy. Ôi, ôi. Chịu cô chào nhà này. Bên này anh tải được về chưa? Rồi, hai chuyên gia Thạch. Còn đây là chị Vóc. Chị Vóc à? Chị Thạch đúng. À, chị Giản đấy. Lâu lắm rồi mới gặp chị. Đâu các cháu tham dự trường mình ngồi đâu chị? Đây. À đây à? Trường chị có hai bạn, chị có 4 bạn đây. Vâng. Đang bảo là chị là đang xin phép đi. Năm nay thì các trường này, bên em thì giao cho học sinh, các em là thích mua tự mua về nó xin bố mẹ mua luôn. Mình có điều kiện mà đúng không các em?